Nam khá rồi, thì ông đánh giá nào thì ông đã đi làm cái công tác đào tạo của các trung tâm bóng đá chẳng hạn. Nhưng mà biết tôi đến đây có 3 tháng thôi và chủ yếu thì tôi mới tập trung vào đánh giá việc đánh giá các độ là quyết định và tập trung yếu vào cái giải đấu chúng ta nên là tôi cũng chưa được đánh giá một cách là bao quát tất cả Việt Nam cũng được tất cả các tập trẻ. Thế nhưng mà nếu mà nói đến tiếp theo thì tôi cũng có nhìn qua về mức đào tạo trẻ của Việt Nam thì tương đối là tốt về mặt các cầm được tích cực này rồi đúng như cán bộ cũng đào tạo rất là chuyên nghiệp. Xin hỏi ông là thời gian vừa rồi thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái màn trình diễn của Quế Ngọc Hải, và khi Quế Ngọc Hải về với Viettel có vẻ thì anh đang gặp tương đối nhiều khó khăn từ trong khâu hòa nhập cho đến cái việc mà thậm chí là anh ấy khát khao quá trong khâu thể hiện. Vậy thì theo đánh giá của ông thì Quế Ngọc Hải đang gặp vấn đề gì và ông đã tháo gỡ vấn đề đấy như thế nào? Đã bị nhận khán phạt và bị treo giò mất quyền chất vừa rồi. Và thế nhưng mà tôi luôn đánh giá cao cái vai trò của Hải để trong cái việc đóng góp cho đội của chúng tôi. Và tôi có họp riêng với Hải và nói về cái việc mà vào bóng của Hải trong cái vào bóng một chút thì đấy là cái áp lực với đội bạn. Và có họp riêng với Hải để nói về vấn đề này rồi. Đây là một cái tổn thất riêng, không để riêng cho Hải và riêng cho cả đội mình chúng tôi nữa. Thế nhưng mà nó là do kết quả PT Quảng Nam thì thời gian thì không thi đấu thì đã giúp PT thì được giúp vào hay không vào thì rất là bình thường, và trận đó thì em cũng may mắn để tốt cú từ nhà PT đó. Và cũng có thể so sánh được với phương phụ với cả đội tuyển, đấy là hai cái rất là khác nhau, và khi mà không thành công thì đấy là một điều để giúp cho em bản lĩnh của mình giúp bạn đưa cho thì cái gì chú xin số tiền là sống trên số tiền nào ở đội thì cũng thường là thành gì người ta hay được mình là đội trưởng không phải xét được tuổi nghề thấp hơn, cái việc chia sẻ của các anh có thể dễ hòa nhập hơn dễ làm cái việc mà khi mà còn đội trước kia mình cũng có mấy lớn về thì như số anh em là cầu trẻ thì với cá nhân em là thủ chốt ở đấy, khi được gặp các thủ ngoài về thì mình có nhiệm vụ phải kết nối giữa các thủ ngoài để làm cho các thủ ngoài về hiểu hơn cả hiểu về từng một thủ một của đội bóng, và làm cho các anh hiểu về được cái cách sống như là cách tập luyện, cách thi đấu và cái môi trường sống của đội, và làm cho cầu thủ ngoài về hiểu hơn và mục đích là vào trong thi đấu thì thành một cái đoàn kết. Tôi chưa biết, và sau khi nhận lời đề nghị đến tiếp theo thì tôi mới biết đến cái tên Thành Công. Thì được biết rằng là Thành Công là một bóng mà có thành tích rất là tốt trong lịch sử và có thể những cái cầu thủ cũng rất là nổi tiếng. Nói về trận đấu ngày mai thì ông đã có những tìm hiểu và được biết gì về đối thủ của trận đấu ngày mai chưa? Ông đánh giá nào về cầu thủ Trung Quốc của họ? Đến xem thì Phương Nghệ An thì nhìn chung họ có lối chơi rất là đồng đều, họ còn muốn làm bóng ổn định, và đặc biệt là tiền đạo ngoại biên của họ xuất điểm rất là tốt, vì thế nên là khi phòng ngự làm sao chúng tôi phải tập trung hơn vào vấn đề này. Và còn tấn công thì
vì đội bạn phòng ngự rất chặt chẽ nên là chúng tôi cần phải làm sao tấn công một cách tích cực và đặc biệt là ngày nay cũng thế giới của chơi ở trận trước thì Ngọc Hải được ông đẩy lên đá ở giữa. Vậy liệu đợt này trận này trở lại thì ông có đẩy Ngọc Hải lên trên không hay là lại xem Ngọc Hải không ở trận khi còn đá ấy. Vai trò là huấn luyện viên thì tất nhiên là ai cũng sẽ lo lắng như vậy, và
giai đoạn của bóng thì chúng tôi biết là khi có lúc mà có kết quả tốt, có lúc có kết quả xấu, nhưng mà với tôi lúc này tôi cần thời gian, tất cả để tôi cần thời gian để cho ở với đội và để khám phá đội hình. Cảm ơn các nhà báo, tôi xin mời anh Anh Giang rồi. Vâng ạ. Em ơi. Thank you. Chào anh em. Sự chuẩn bị của đội Công an Nghệ An trước trận đấu này đâu? Vâng, đến đội Sông Lam thì em bị quên cho huấn luyện viên trưởng thì tất cả anh em đi trong cả cái buổi tập luyện thi đấu tập chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo nên anh em rất tốt sức khỏe. Về tình trạng chấn thương của Phan Văn Đức và Xuân Mạnh thì anh cũng chia sẻ là từ lâu rồi hai điều mà anh có thể là sẵn. Việc này thì chốc nữa thì đội sẽ ra tập đấy, có gì các bạn hỏi huấn luyện trưởng vì cái việc này thì anh huấn luyện trưởng sẽ nắm chặt hơn về 5 giờ thì đội xong 5 đang tập sân. Còn câu đơn giản hơn thì câu hoàn trả lời chính chủ. Chính chủ. Với Ngọc Hải đã từng được gọi là một người gọi là chân truyền của Huy Hoàng. Nhưng mà thời gian gần đây thì có vẻ như với Ngọc Hải đang hơi gặp những cái khó khăn. Đặc biệt là khi mà chuyển nhượng sang một cái câu lạc bộ mới, khoản tiền chuyển nhượng rất là cao và bạn ấy rất là khao khát. Chính bởi vì sự khao khát đấy có thể làm cho bạn ấy nung nóng hơn. Theo Hoàng thì cái phong độ cũng như là những án kỷ luật vừa rồi Quế Ngọc Hải có thể hiện điều gì và Quế Ngọc Hải nên thay đổi như thế nào để trở thành trung vệ thực sự là đẳng cấp? Với Hoàng, Hoàng nghĩ cái bản lĩnh của Hải, Hải sẽ vượt qua tất cả mọi cái thử thách, mà đặc biệt thì cái chất nghề đi đâu cũng thế. Hoàng nghĩ là Hải nó sẽ vượt qua được tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian vừa rồi Hoàng với Hải có anh em hay tâm sự với nhau và cho nhau những lời khuyên? Những cái mối liên lạc Hoang về tất cả anh em vận động viên về Hải hay là bất cứ cầu thủ nào đi xa quê hướng ấy, thì đấy là mục đích mỗi người có một cái đường đi của riêng của mọi người, nhưng mà cái sự gắn kết với nhau, về cái chia sẻ về cái cuộc sống thì tất cả mọi cái gần như liên lạc như thế. Việc liên mạch đang đấu sát trong áo thì anh có mong chờ cái ngày mà vâng, thời gian qua thì em đã quay trở lại thi đấu thì thật sự là một vài trận đấu thì em cũng bị gặp chấn thương trở lại, thì em nghĩ thì trước mắt của em thì em sẽ cố gắng thi đấu tốt cho câu lạc bộ, còn nếu mà được huấn luyện Phan Văn Xeo để thì đó là cùng một vinh dự thêm. Lại nói tiếp về với ông Hải thì anh Hoàng có đưa ra lời khuyên hoặc là động viên gì trong khoảng thời gian mà đang thi đấu khá là có thể gọi là thiệt hại? Hoàng cũng từng đi kỷ luật cùng khoảng thời gian cùng 4-5 trận cái năm đã về Hoa Phát về ACB mà cả đội chuyển vào bị phạt đá vào sân tự do Huế. Nhưng mà Hoàng nghĩ các cầu thủ với huấn luyện viên của Viettel ấy chắc chắn sẽ động viên và giúp đỡ Hải trong cái khoảng thời gian bị kỷ luật đấy, và khi quay lại để bắt đầu với cái giải V-League không phải gặp Sông Lam mà bất cứ với đội nào thì Hoàng nghĩ là tất cả mọi cái về chuyên môn, về tâm lý thì đội Viettel đã chuẩn bị cho Hải. Đấy là việc Hoàng nghĩ chắc chắn là Hải sẽ chơi được, không còn một hợp việc kia là hợp về bóng đá mà Hải đã theo là bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp. Có một cái số liệu thống kê như thế này, tại sao mà trong hai giải đấu là AFF Cup và Asian Cup thì Nguyễn Hoàng Hải chỉ nhận một cái thẻ vàng thôi, nhưng mà khi về với tiếp theo đá hai trận để treo vào 5 trận. Huy Hoàng có cảm thấy đấy là một cái số liệu mà mình cảm thấy nó có thể là về một cầu thủ nào đấy chứ không phải là về một cuối mùa giải rất là đẳng cấp thì sao? Nguyên nhân là vì sao và giải pháp sẽ là như thế nào? Nếu như Hoàng
chia sẻ một cách rất là tận tâm với Hải. Hoàng thì việc đấy Hải đến nên xem lại góc độ, tức là góc độ về cấp đội tuyển và câu lạc bộ. Đấy. Còn trong bóng đá thì nó có nhiều tình huống xảy ra. Và Hoàng thế hệ cầu thủ cũng về nào cũng thế, cũng sẽ mắc sai lầm thôi. Về khía cạnh đấy thì Hoàng khuyên Hải là như các cầu thủ chơi hạng ngũ ấy thì phải biết kiên nhẫn, đấy là điều Hoàng nghĩ nên có suy nghĩ đấy. Trong trận đấu tới thì Nguyên Mạnh và các anh em của Sông Lam Nghệ An sẽ gặp lại những người anh em của mình bên kia trên tuyến, đấy là Trọng Đoàn, đấy là Quế Ngọc Hằng và Việt Hà Minh Tiến Dũng. Có một cái cảm xúc gì đặc biệt với Nguyên Mạnh trong cái trận đấu này so với những trận đấu khác? Thường em nghĩ thì trận đấu này thì đối với tất cả các anh em cầu thủ Sông Lam cũng như là Quế Ngọc Hằng là em nghĩ là một trận đấu khá thú vị đấy. Nhưng mà em nghĩ thì em và Quế Ngọc Hải thì hai anh em cực kỳ chơi thân với nhau, nhưng mà trong bóng đá thì Hải về cống hiến cho câu lạc bộ mới thì em nghĩ thì Hải sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì câu lạc bộ, thì trong sân thì sẽ chiến đấu với màu cà sa đỏ của đội bóng, còn hết trận đấu thì anh em vẫn bình thường với nhau. Bình thường ra trước trận đấu anh em rất hay nói đùa với nhau theo kiểu là khích nhau, chính là mình chôn nhau ở trên mạng. Thì Nguyên Mạnh cùng với anh em ở bên tiếp theo có những câu chuyện gì vui vui trước trận đấu? Vâng, thì để mà nói về trôn nhau thì thực ra nhóm trên Facebook của bọn em thì có một cái nhóm về tin nhắn riêng, thì tất cả đều có thể là có những cái câu nói đùa chụp ảnh, thì bên kể cả Hải nữa thì có những câu nói Hải nói là sẽ cố gắng thi đấu hết mình, có một chút áp lực thì tất cả là đều mấy anh em trong cầu thủ Sông Lam Nghệ An thì đều vào và bình luận và chụp ảnh lại, thì có thể là hai bên đùa vui nhau nhưng mà chỉ là trên mạng. Mùa giải trước thì trước mặt Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải, mùa giải này thì Hải đã thi đấu cho đội khác, có sự khác biệt gì không trong trong trận đấu, có sự khác biệt gì về chuyên môn và về cái sự an toàn của đội tuyển? Vâng, thật sự thì em đánh giá cao về ông Hải là một trung vệ tốt của Việt Nam. Tại vì em đứng dưới thì em thi đấu với Hải khá là nhiều, thì em cảm nhận là Hải là một trung vệ tốt của Việt Nam. Nhưng mà Hải đi rồi thì cũng rất may, trong năm nay đã được 3 Tây thì cũng có một trung vệ Tây. Thì theo em nghĩ thì đó cũng là một may mắn của trong năm nay. Xin chào mọi người nhé, vô cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình. Và bây giờ thì mình chỉ muốn nhờ mọi người một chút thôi, tức là mình có trang fanpage là Tết Trần TV. Thì bây giờ mời nhờ các bạn là hãy like fanpage cho mình. Các bạn có thể nhìn thấy trang fanpage Tết Trần TV của mình đây, các bạn có thể nhìn thấy đấy, Tết Trần TV nhé các bạn nhé. Like fanpage để ủng hộ mình. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Các bạn có thể nhìn thấy đây, Tết Trần TV đó. Và hãy bấm like và subscribe để đồng hành với mình nhiều hơn nữa, để mình có thể gửi đến các bạn nhiều clip hơn nữa trong quá trình đi tác nghiệp. Rất cảm ơn mọi người đã bên cạnh ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian vừa qua, và mình hứa sẽ cung cấp nhiều thông tin sản phẩm hơn nữa trong các clip tiếp theo. Xin chào.